Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn với kênh móc len của Mimi Handmade. Hôm nay Mimi sẽ hướng dẫn cho các bạn móc một cái chiếc túi ghép ô hoa hồng như thế này ha. Chúng ta làm rất là nhanh nè các bạn. Chúng ta sẽ móc hai cái hoa hồng lại rồi chúng ta sẽ ghép nó và thực hiện cái phần miệng túi rồi ha. Ở cái phần dây đeo mình cũng đã có hướng dẫn rất là kỹ càng luôn. Đối với cái chiếc lá cũng vậy nữa. Còn ở phía bên trong nè các bạn coi là chúng ta đựng được điện thoại hoặc là những cái món đồ nhỏ xinh gì đó. Các bạn cứ để vô đây ha. Rất là tiện lợi luôn. Mình hy vọng là các bạn sẽ yêu thích cái mẫu móc này nha. Nếu mà các bạn yêu thích các bạn nhớ nhấn like video này giúp mình và bình luận ở phía bên dưới ủng hộ Mimi bằng cái lượt đăng ký kênh nha các bạn. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều luôn. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu móc cái chiếc túi ghép ô hoa hồng này nha. Với cái mẫu túi hoa hồng này mình sẽ móc len da vu ha. Và mình sẽ phối màu hồng ảnh cam như thế này, màu trắng với lại màu xanh. Kim móc mình sẽ sử dụng kim móc là 3.5mm ha. Cái sợi len này các bạn thì nó sẽ tơi tơi xíu ha. Nó là xe từ 6 sợi cho nên là chúng ta sẽ không có cần chập sợi dưới này, nó cũng chắc á, nó không có bị giảo á. Các bạn nếu mà thích cái loại len này thì có thể là sử dụng ở cái mẫu túi này ha, hoặc là các bạn có thể sử dụng sợi dệt hoặc là các loại mưu cô tông khác đều được. Nhưng mà nếu mà thấy cái sợi nào nhỏ quá thì các bạn sẽ chập sợi để chúng ta có được cái sản phẩm nó có cái thước to nha. Ở đây là mình chuẩn bị thêm một cái túi lót nhỏ nhỏ xinh xinh nè, kéo cắt len với lại kim khâu len. Bây giờ chúng ta sẽ móc màu hồng trước nha. Các bạn sẽ tạo cho mình một cái nút thắt. Móc lên 4 mũi móc xích. 2, 3, 4. Chúng ta sẽ đâm kim vào cái chân móc xích. Thứ nhất, các bạn sẽ tạo một mũi trượt ha. Và ở đây nó có một cái khoảng trống này. Chúng ta sẽ móc vào cái khoảng trống này 9 mũi nửa kép nha. Rồi các bạn sẽ móc lên cho mình 2 mũi móc xích đi. Móc 9 mũi nửa kép vào trong cái vòng tròn này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sau đó các bạn sẽ kéo rút lại và chúng ta sẽ trượt mũi vào cái chân móc đầu tiên. Và bây giờ các bạn sẽ thấy là mỗi chân móc của chúng ta nó sẽ có một cái nhánh ở phía bên trong và một cái nhánh ở phía bên ngoài này. Chúng ta sẽ thực hiện cái hàng đầu tiên ở cái nhánh phía bên ngoài ha. Các bạn sẽ móc lên cho mình 1, 2, 3, 4, 4 mũi móc xích ha. Bỏ qua ở đây các bạn sẽ đếm nè, 1, 2, bỏ qua hai chân móc, móc vào cái chân thứ ba. Ở đây nè, một mũi trượt. Tiếp tục 1 2 3 4 mũi móc xích. Bỏ qua hai chân móc này, móc vào cái chân móc thứ ba và nửa cái nhánh ở phía ngoài, một mũi trượt. Lại móc 1 2 3 4 và một trượt. Và bây giờ các bạn sẽ móc vào cái nhánh đầu tiên này nè. Cái nhánh đầu tiên này, một mũi móc đơn, một mũi nửa kép, bốn mũi móc kép, một, hai, ba, bốn. Móc xong bốn mũi móc kép thì chúng ta sẽ móc một mũi nửa kép và một mũi móc đơn. Bây giờ chúng ta sẽ di chuyển qua bên cái nhánh thứ hai để chúng ta lặp lại cái cụm móc này ha. Một mũi móc đơn, một mũi nửa kép, bốn mũi móc kép, một mũi nửa kép và một mũi móc đơn. Và các bạn sẽ di chuyển qua cái nhánh thứ hai này nè để chúng ta móc nha. Một đơn, một nửa kép, bốn mũi móc kép, hai, ba, bốn, một mũi nửa kép và một mũi móc đơn. Rồi còn một cái nhánh bên đây nữa là các bạn sẽ hoàn thiện giống hệt như hai cái nhánh mà chúng ta vừa làm nha.
Rồi, mình đã móc xong ba cái cánh như thế này rồi. Bây giờ các bạn sẽ đâm kim. Đâm kim qua đây ha. Tạo một mũi dời. Rồi, chúng ta lại móc lên 4 mũi móc xích. Rồi các bạn sẽ bỏ qua một chân móc. Bỏ qua chân móc này, móc vào cái chân móc kế bên á. Một mũi móc đơn. Lại móc lên 4 mũi móc xích. Rồi chúng ta sẽ móc vào cái nhánh này nè ha. Nè, đâm kim từ ở phía dưới luồn qua. Móc một mũi móc đơn. Lại móc lên 4 mũi móc xích. Bỏ qua một chân móc ở phía dưới này, móc vào cái chân. Đây. Một mũi móc đơn. 2 3 4 mũi móc xích. Móc vào cái nhánh này. Một mũi móc đơn. Ở đây chúng ta được 1, 2, 3, 4 cánh rồi đó. Chúng ta sẽ làm thêm 2 cánh nữa. 2 dây nữa ha. 4 nè. Bỏ qua một chân móc. Móc chân kế tiếp ở nhánh bên ngoài, nhánh bên trong á. 1 mũi móc đơn. Rồi bây giờ. 1, 2, 3, 4. Giờ chúng ta sẽ di chuyển qua bên cái nhánh đầu tiên này luôn. Để chúng ta móc ha. Ở đây nè. Vậy là chúng ta có 1, 2, 3, 4, 5 và cái nhánh này là 6 nè. Giờ chúng ta sẽ móc một mũi móc đơn vào trong cái dây đầu tiên. Một mũi nửa kép. Hồi nãy là chúng ta móc 4 mũi móc kép trên này rồi, thì ở dưới này chúng ta sẽ móc 5 mũi móc kép nha. 1 2 3 4 5. Rồi xong, các bạn sẽ móc thêm một mũi nửa kép và một mũi móc đơn nữa. Như vậy là trong cái cánh này chúng ta có một mũi móc đơn, một mũi nửa kép, 5 mũi móc kép, một mũi nửa kép và một mũi móc đơn. Các bạn sẽ lặp lại cho mình hết tất cả là 6 cái dây này. Mỗi cánh thì chúng ta có những cái chân móc nó như thế ha. Và mình sẽ ghi công thức ở phía trên màn hình đó. Các bạn sẽ hoàn thiện 6 cánh luôn nha. Chúng ta cứ việc là di chuyển qua bên cái nhánh bên đây để mà chúng ta móc mũi móc đơn đầu tiên thôi. Rồi các bạn sẽ móc những cái mũi còn lại. Như vậy là chúng ta đã móc xong cái tầng thứ hai rồi đó các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ trượt mũi vô ở phía dưới này ha. Nè. Rồi chúng ta sẽ móc cái tầng thứ ba. Các bạn sẽ móc lên 5 mũi móc xích. 1, 2, 3, 4, 5. Bây giờ chúng ta sẽ đâm kim vào chính giữa cái cánh này luôn. Đâm kim vào chính giữa luôn ha. Móc một mũi móc đơn. Lại móc lên 5 mũi móc xích. 3, 5. Rồi chúng ta lại di chuyển qua cái cánh bên đây. Để mà chúng ta sẽ móc một mũi móc đơn. Rồi các bạn cứ móc lên 5 mũi móc xích. Và di chuyển qua bên cái cánh tiếp theo để móc một mũi móc đơn để tạo cái dây ha. Chúng ta cũng sẽ có là 6 cái dây á. Rồi bây giờ các bạn tới cái điểm này là tới cái dây thứ 6 rồi nè. 1 2 3 4 5 6 rồi ha. Và chúng ta sẽ không có tạo cái dây thứ 7 nha. Các bạn sẽ di chuyển qua cái dây thứ nhất này nè để móc một mũi móc đơn. Một mũi nửa kép. 6 mũi móc kép nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1 mũi nửa kép và 1 mũi móc đơn. Tức là mũi nửa kép và mũi móc đơn chúng ta sẽ móc ở hai vị trí đầu tiên và cuối cùng. Ở chính giữa thì chúng ta sẽ tăng mỗi hàng là một mũi móc kép thôi. Hồi nãy đây là 4, 5, rồi này là 6. Rồi các bạn sẽ lặp lại cho mình cho tới cuối hàng luôn nha. Mình đã móc tới cuối hàng nè các bạn. Hoàn thiện 6 cánh như thế này ha. Rồi các bạn sẽ trượt mũi vào cái chân móc ở phía bên dưới nè. Móc lên một mũi móc xích rồi chúng ta sẽ cắt len nha. Rồi bây giờ các bạn sẽ xỏ cái cọng len này qua kim khâu len.
Các bạn sẽ lấy màu xanh ra nha. Bây giờ các bạn sẽ tạo cho mình một cái nút thắt. Quấn lên, một vòng lên kim. Các bạn sẽ đếm nè, 1, 2, 3, 4 và cái chân móc thứ tư á. Rồi, chúng ta sẽ nẹp cái cọng len thừa này luôn ha. Móc cho mình một mũi móc kép đầu tiên. Thêm hai mũi móc kép cùng một chân nữa vào đây. Rồi các bạn sẽ móc lên 3 mũi móc xích. Chúng ta bỏ qua hai chân móc ở phía bên dưới. Móc vào chân móc thứ ba này nè. Một mũi móc đơn. Lại móc lên 3 mũi móc xích. Các bạn sẽ đếm cái cánh tiếp theo, 1 2 3 4. Đâm kim vào cái chân móc thứ tư này, móc một mũi móc đơn. Lại móc lên 3 mũi móc xích. Quấn len một vòng lên kim. Bỏ qua hai chân móc ở bên dưới, móc vào cái chân móc thứ ba này. 3 mũi móc kép. Rồi, móc lên 2 mũi móc xích và lại móc 3 mũi móc kép nữa vào đây. Lại móc lên 3 mũi móc xích. Và các bạn sẽ đếm 1, 2, 3, 4, đâm kim vào nhánh tiếp theo. Ở chân thứ tư, một mũi móc đơn, lại lên 3 mũi móc xích, bỏ qua hai chân móc ở cái cánh này, móc vào chân móc thứ ba này, một mũi móc đơn, lại móc lên 3 mũi móc xích. Và các bạn lại quấn len một vòng lên kim, đếm cho mình 1, 2, 3, 4, đâm kim vào đây móc 3 kép, 1, 2, 3, lên 2 mũi móc xích và 3 mũi móc kép nữa trong cùng chân móc. Rồi, bây giờ các bạn sẽ lặp lại cho mình giống hệt như là cái cạnh bên đây. Và chúng ta vẫn lên 3 mũi móc xích rồi móc một mũi móc đơn, lên 3 mũi móc xích, móc một mũi móc đơn rồi lên 3 mũi móc xích tạo cái góc vuông. Còn cái cạnh bên đây và cái cạnh chúng ta sẽ hoàn thiện cạnh thứ ba cũng như là cái cạnh thứ tư ha. Mình sẽ gặp lại khi mà các bạn móc tới cuối cạnh thứ ba. Cuối cạnh thứ ba là mình vẫn còn 3 mũi móc xích và móc hoàn thiện cái cạnh góc vuông này ha. Chúng ta sẽ móc vào đây 3 mũi móc kép. 1 2 3. Rồi các bạn sẽ quấn lên một vòng lên kim cho mình. Móc vào cái chân móc đầu tiên này nè. Một mũi nửa kép ha. Lại móc lên một mũi móc xích. Rồi, ở đây là chúng ta cũng coi như nó thay thế cho hai mũi móc xích rồi đó. À, các bạn hồi nãy có khó khăn trong cái việc phân chia như thế này không? Nè, các bạn cứ làm lần lượt thôi. Cái nào khi mà cái cánh của chúng ta nó full full hai cái á, thì chúng ta sẽ móc qua cái cánh tiếp theo. Nè, các bạn thấy nè, khi mà cái cánh này nó đã có hai cái chỗ này rồi, thì chúng ta sẽ qua cái cánh này và lặp lại giống như ở đây. Nhưng mà cái vị trí giữa góc vuông với lại mũi móc đơn á, nó có thể thay đổi nè. Đó. Và chúng ta cứ móc vòng vòng như vậy thôi là nó đủ mũi, à, nó đủ bốn cạnh như thế này ha. Và bây giờ chúng ta sẽ cắt len các bạn. Chúng ta rút lại và các bạn sẽ giấu len. Chúng ta sẽ lấy màu trắng ra nha. Màu trắng thì nó còn còn dễ nữa, nên là chúng ta sẽ móc đây. Ví dụ như chúng ta sẽ chọn cái góc vuông này đi, và các bạn sẽ kéo cái len, à,
tạo cho mình nút thắt đi. Rồi, quấn lên một vòng len kim ha. Đâm kim vào. Nẹp cái cọng len này luôn nè. Kéo len qua, thực hiện mũi móc kép. Rồi kéo rút nó lại. Và chúng ta sẽ móc 3 mũi móc kép nha. 2 3. Tức là đây là chúng ta được nửa cái góc vuông rồi đó. Rồi chúng ta sẽ cắt len này đi. Di chuyển qua cái dây bên đây để các bạn sẽ móc 3 mũi móc kép cùng một chân nha. 1 2 3. Di chuyển qua cái dây tiếp theo, móc 3 mũi móc kép. Di chuyển qua cái dây bên cạnh này, móc 3 mũi móc kép. Rồi, như vậy là các bạn sẽ nhớ rồi ha. Mấy cái dây này nè, thì chúng ta sẽ móc 3 mũi móc kép vào đó. Rồi cái góc vuông thì các bạn sẽ móc như bình thường, 3 mũi móc kép lên 2 mũi móc xích và móc 3 mũi móc kép trong cùng cái góc vuông. Và bây giờ tới những cái dây rồi, các bạn sẽ lặp lại cho mình nguyên cái cạnh bên đây. Nè. 3 lần 3 kép ha, 3 lần 3 kép rồi tới góc vuông các bạn sẽ móc giống hệt như gì. Mình sẽ gặp lại các bạn khi mà chúng ta móc tới cuối cái cạnh cuối cạnh thứ tư ha. Hồi nãy cái nói cái cạnh thứ ba sai. Cuối cạnh thứ tư á. Mình đã móc cuối hàng rồi nè các bạn. Bây giờ còn nửa cái góc vuông còn lại chúng ta cũng sẽ móc là 3 kép. Rồi móc một mũi nửa kép vào cái chân móc đầu tiên này. Rồi tại đây các bạn sẽ móc lên cho mình 3 mũi móc xích này. Móc cho mình một mũi móc kép nữa nha. Đây là được hai kép trong cùng một chân ở chỗ góc vuông rồi nè. Chúng ta sẽ móc. Vào cái chân móc này nè các bạn. Chỗ ba chân này nè, chúng ta sẽ móc mỗi chân là một kép nha. Đó. Rồi ba chân bên đây chúng ta cũng sẽ móc mỗi chân là một kép. 1 2 3. Ba chân bên đây cũng móc ba kép luôn. 2 3. Ba chân bên cạnh. Ba chân ở chỗ góc vuông. 1 2 3. Rồi, các bạn sẽ móc hai mũi móc kép ở chỗ góc vuông. Lên hai mũi móc xích và móc hai mũi móc kép trong cùng chân móc đó luôn. Rồi như vậy là chúng ta sẽ có một góc vuông và 15 mũi móc kép như thế này. Các bạn sẽ lặp lại cho mình tới cuối hàng luôn ha. Bây giờ chúng ta sẽ móc những mũi móc kép từ ở điểm này tới cái điểm này là 15 mũi móc kép nè. Xong rồi các bạn sẽ móc cái góc vuông là hai kép, hai xích và hai kép ha. Và chúng ta sẽ làm lần lượt như thế cho tới cuối hàng luôn nha. Mình đã móc tới cái điểm cuối nè các bạn. Giờ chúng ta sẽ hoàn thiện cái cạnh góc vuông ha, thêm hai mũi móc kép nữa. Với lại các bạn sẽ móc lên hai mũi móc xích đi. Chúng ta sẽ chụp mũi vô trong cái chân móc xích thứ ba. Rồi các bạn sẽ móc lên một mũi móc xích rồi chúng ta sẽ thôi để đó đi các bạn. Nếu mà bạn nào mà chưa có móc một cái mảnh này á thì các bạn sẽ móc lên một mũi móc xích rồi cắt len ha để tạo ra một mảnh nó như thế này nè. Rồi cái mảnh còn lại này thì chúng ta sẽ ghép trực tiếp vô cái mảnh đầu tiên này luôn. Sau khi các bạn móc xong hai mảnh rồi, không có cần phải móc lên một mũi móc xích đâu nha các bạn. Chúng ta sẽ ốm hai cái hoa hồng nổi vào phía bên trong. Và chúng ta sẽ canh cho nó đều
đều mũi ha, và chúng ta sẽ ghép thành hình chữ U nha, coi như là cái chỗ trên này là chỗ phần miệng túi nè. Như vậy chúng ta sẽ ghép cái cạnh bên đây, cạnh ở phía dưới và cạnh ở bên hông này. Rồi ở đây là cái chân móc này, hai kép, hai xích và hai kép, thì ở đây cũng có hai kép, hai xích và hai kép luôn. Cái chân này thì chúng ta sẽ đâm kim qua cái chỗ này ha. Đây rồi, các bạn sẽ kéo cái len qua, móc lên cho mình một mũi móc xích, và chúng ta sẽ móc một mũi móc đơn vào đây ha. Rồi cái chân móc tiếp theo, chân móc thứ hai á các bạn nè, chúng ta cũng sẽ đâm kim qua cái chân móc thứ hai ở phía bên dưới luôn. Rồi các bạn sẽ móc cho mình một mũi móc đơn. Rồi tiếp tục, ở đây là ba cái chân mũi móc kép nè, ở đây cũng là ba chân mũi móc kép, thì chúng ta sẽ ghép cho nó đúng luôn ha. Này ba chân, cái chân đầu tiên đó. Rồi các bạn sẽ móc một mũi móc đơn, ở đây cũng có một mũi móc đơn luôn, ghép cho nó đúng cái họa tiết ha các bạn. Rồi bây giờ các bạn sẽ móc cho mình những cái chân móc đúng và song song như thế, thì chúng ta sẽ nối nó lại bằng những mũi móc đơn để ghép ba cái cạnh. Rồi các bạn sẽ ghép cho mình mỗi chân sẽ là một mũi móc đơn ha, kể cả những cái mũi móc xích này luôn. Và chúng ta cũng sẽ móc hai mũi móc đơn trong đó. À, mình sẽ móc với các bạn tới cái chỗ góc vuông đi. Rồi bây giờ chúng ta đã tới cái góc vuông rồi nè các bạn. Góc vuông chúng ta sẽ móc vào đây hai mũi móc đơn nha, tương ứng với hai mũi móc xích trước đó. Rồi bây giờ tới bên đây, rồi các bạn cũng sẽ làm cho mình tương tự như cái bên đây mà chúng ta vừa làm nha. Mình đã móc tới cái điểm cuối rồi nè các bạn. Nãy giờ chúng ta không có móc hai mũi móc xích ở chỗ này ha. Bên đây thì chúng ta vẫn sẽ không móc hai mũi móc xích ở chỗ này luôn. Vậy là các bạn sẽ để nó như vậy đi. Rồi chúng ta sẽ lộn cái này lại ha. Rồi chúng ta sẽ canh chỉnh cái form nó. Rồi như vậy bây giờ chúng ta sẽ để thử cái phần điện thoại ha. Nè. Thì nó thiếu một ít. Vậy thì chúng ta sẽ móc những cái hàng móc mũi móc đơn lên phía trên này một xíu nha. Nè, cái này là mình móc cỡ 2-3 hàng nữa. Rồi bây giờ chúng ta sẽ lấy cái cọng len này nè, lên trên đây ha. Cái chỗ nào mà ở chỗ hai bên mép á các bạn, nó thấp hơn mấy cái còn lại đó, thì chúng ta sẽ móc mũi nửa kép ha. Rồi ở đây các bạn sẽ móc cho mình một mũi nửa kép nè, ở đây một mũi nửa kép. Rồi các bạn sẽ móc mỗi chân là một mũi móc đơn nha. Rồi các bạn sẽ móc cho tới bên đây, chỗ nào chuẩn á thì các bạn sẽ móc. Ở đây là một mũi nửa kép, đây là một mũi nửa kép, là hai mũi nửa kép hoặc là ba mũi đều được nha. Rồi các bạn sẽ móc lên cho mình hai hoặc ba hàng móc mũi móc đơn cho để đựng vừa cái điện thoại. Mình đã móc tổng cộng lên thêm 4 hàng móc mũi móc đơn nữa các bạn. Chúng ta sẽ móc chỉ có hàng đầu tiên là chúng ta sẽ xen những cái mũi nửa kép để cho nó bằng ha. Còn những hàng sau chúng ta cứ móc là những mũi móc đơn thôi. Rồi, vậy là mình đã hoàn thiện rồi nè các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ
móc thêm một cái hàng viền màu hồng đi ha, để cho nó xinh xinh hơn. Các bạn sẽ cắt ra một cái đoạn len đi, rồi chúng ta sẽ lấy cái len màu hồng ra. Các bạn sẽ đâm kim vào cái chân móc mũi trượt á, kéo cái len màu hồng này qua ha, móc lên cho mình 2 mũi móc xích, móc 2 mũi móc kép vào cùng một chân ở chân móc đầu tiên á, sau đó bỏ qua 2 chân ở phía dưới này, móc vào chân thứ ba 1 mũi dời. Các bạn lại móc lên 2 mũi móc xích và móc 2 mũi móc kép vào trong cùng chân móc đó. Chúng ta lại bỏ qua 2 chân móc bên dưới, móc vào chân móc thứ ba 1 mũi dời. Lặp lại cái cụm móc này cho mình tới cuối hàng luôn ha. Thứ 2 xích, 2 kép, bỏ 2 chân móc và móc 1 mũi dời ở chân thứ ba. Cái này nó thiếu một chân á, kệ nó luôn đi ha các bạn. Chúng ta sẽ chụp mũi vô cái chân đầu tiên luôn. Móc lên 1 mũi móc xích. Rồi các bạn sẽ cắt len nha. Rồi như vậy là mình sẽ sử dụng cái mặt ở phía trước này ha. Giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn móc cái phần lá với lại cái phần dây đeo nha. Các bạn để cái phần túi rút vô phía bên trong á, cái luồn qua cái chỗ này nè. Đây mình cũng sẽ luồn qua cho nó nằm gọn ở phía dưới luôn ha. Cái lỗ này nó hơi nhỏ cho nên bằng cái hạt này thì nó to quá, hên là len nó có độ giãn á các bạn. Rồi chúng ta sẽ nghiêng nghiêng ha, nó nghiêng nghiêng là nó được à. À đó, cho nó bằng với cái miệng như vậy nè, cho nó xinh nha, tại vì mình cũng không có muốn cái túi hút nó nằm ở phía dưới quá, nên là để nó chèn chèn chỗ miệng nè, nó giữ vững cái miệng này luôn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ móc cái phần lá. Thấy cái này nó hơi chóng chóng á, một lát nữa mình sẽ khâu cái phần tag handmade màu đen này ở phía đây ha. Rồi chúng ta sẽ móc 2 lá. Một lá là các bạn sẽ móc rồi giấu len hết đi. Và bây giờ chúng ta sẽ móc lên 9 mũi móc xích. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Và các bạn sẽ xoay qua đây. Ở trong móc thứ hai các bạn 1, 2 xoay ngang như thế này. Chúng ta sẽ móc 1 mũi móc đơn. Chân tiếp theo các bạn sẽ móc 1 mũi nửa kép. 4 chân tiếp tục các bạn sẽ móc mỗi chân là 1 mũi móc kép. 2 3 4 chân kế cuối 1 mũi nửa kép. Chân cuối cùng 3 mũi móc đơn cùng một chân. Xoay qua đây các bạn sẽ móc 1 mũi nửa kép. Bốn mũi móc kép. Một mũi nửa kép. Chân cuối 1 mũi móc đơn. Chuột mũi vào chân móc đầu tiên. Móc lên 1 mũi móc xích. Móc 1 mũi trượt vào trong cùng chân móc. Lại móc 1 mũi móc xích. Móc 1 mũi trượt vào chân móc thứ tiếp theo. Móc 1 mũi móc xích. Móc 1 mũi trượt vào chân móc kế tiếp. Cứ 1 xích 1 trượt, 1 xích 1 trượt ở từng chân móc nha. Và chúng ta sẽ tạo cái điểm nhọn ở ngay chính giữa chiếc lá. Rồi, bây giờ tới cái chân móc chính giữa nè, các bạn sẽ tạo 1 mũi trượt lên 2 mũi móc xích. Rồi các bạn sẽ trượt mũi cho mình vào cái chân móc xích đầu tiên á. Xong các bạn sẽ trượt cho mình 1 mũi ở chân móc tiếp theo. Lại móc lên 1 mũi móc xích.
là một mũi trượt. Rồi các bạn sẽ làm tương tự như mình hướng dẫn cho tới cuối hàng luôn nha. Một xích một trượt, một xích một trượt. Mình móc tới luôn rồi nè các bạn. Rồi cái chỗ em móc mũi dời này nè, các bạn sẽ cho nó một mũi trượt luôn ha. Tại đây chúng ta sẽ trượt một mũi, móc lên 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Một đoạn dây dài đi ha. Mình đã móc được 30 mũi móc xích rồi đó các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ trượt mũi vô cái chân móc này, nối hai cái chiếc lá lại, móc lên một mũi móc xích rồi các bạn sẽ cắt len. Rút cái này lại rồi chúng ta sẽ giấu len. Cắt len. Rồi bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn làm cái phần dây đeo ha. Dây đeo này chúng ta sẽ khâu trực tiếp vào chiếc túi luôn. Nên là các bạn sẽ chừa cho mình một cái đoạn len để mà chúng ta khâu lại. Rồi các bạn sẽ tạo nút thắt. Móc lên 3 mũi móc xích. Đâm kim vào trong móc xích đầu tiên á. Các bạn sẽ móc một mũi móc đơn. Xoay ngang đó ha. Đâm kim vào cái nhánh này cộng với cái nhánh ở phía bên dưới này, chúng ta kéo len qua hai cái nhánh đó, hai vòng len trên kim các bạn sẽ kéo qua, tiếp tục có hai cái nhánh này các bạn sẽ đâm kim xuyên qua đó, kéo cái len qua hai nhánh, được hai vòng len các bạn sẽ kéo qua. Tiếp tục ở đây có hai nhánh, đâm kim kéo len qua hai nhánh, kéo len qua hai vòng len trên kim, làm lần lượt như thế cho tới cái độ dài mà các bạn cảm thấy là vừa đeo rồi. Ở cái này cái túi len cho nên nó cũng sẽ có một cái độ giãn nhất định, cho nên là các bạn sẽ vừa móc vừa ốm thử. Chúng ta sẽ móc tới cái số cm bao nhiêu là chúng ta ngưng ha, tùy theo chiều cao của mỗi người, từ 90 cm trở lên, 90, 95, 100, đó là những cái thông số mà cho người lớn ha. Rồi các bạn sẽ móc tới cái độ dài mà các bạn mong muốn. Mình đã móc được 95 cm rồi nè các bạn. Bây giờ các bạn sẽ xoay nó qua đây ha, trượt mũi vô trong chính giữa, móc lên một mũi móc xích đi rồi cắt ra một cái đoạn len dài để mà chúng ta bắt đầu khâu vô luôn nha. Một lát nữa các bạn sẽ lấy len màu trắng á, rồi các bạn sẽ khâu khâu này nè, nó có hai lỗ thì chúng ta sẽ may vô thôi. Chúng ta may hai đầu nó vô ha, may bình thường thôi các bạn, lấy len may á, cho nó nhanh. Rồi, ví dụ như cái này là cái mặt trước của chúng ta đây, thì các bạn sẽ may nó ở phía sau một xíu ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ khâu ở phía bên trên nè. Rồi khâu xong phía bên đây á, các bạn sẽ luồn cái len qua phía bên này. Rồi chúng ta sẽ khâu phía bên trên và phía màu trắng phía bên dưới. Kéo nó mạnh xuống để cho nó được fit.
Thâu xong phía bên đây rồi đó các bạn. Các bạn sẽ luồn đem màu xanh này lên phía bên trên ha. Bây giờ mình sẽ cắt len. Đã khâu xong bên đây rồi. Các bạn cũng sẽ khâu phía bên đây. Chúng ta sẽ luồn cái dây cho nó chính xác á, để các bạn sẽ khâu khâu qua phía bên này ha. Nè, bên đây nè. Xong rồi các bạn sẽ khâu cái phần này vô nữa. Mình sẽ gặp lại các bạn nha. Mình còn hai cái lá nè các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ chập đôi nó lại như thế này ha. Rồi các bạn sẽ luồn nó qua bên cái cọng dây. Đưa hai cái chiếc lá nó vô trong cái khoảng trống này luôn. Rồi chúng ta đã buộc nó vô phía bên trong rồi đó. Đó, như vậy ha. Giờ các bạn sẽ để cái phần điện thoại nè. Nè, cái này điện thoại nước hoa mini hoặc là son, những cái vật dụng nhỏ nhỏ xinh xinh đó, các bạn để vô nó rất là chắc chắn luôn ha. Tại vì nó có cái phần lót này rồi. Đó, quá xinh luôn các bạn ơi. Mình hy vọng là các bạn sẽ yêu thích cái mẫu móc này nha. Nếu mà các bạn yêu thích, các bạn nhấn like video này giúp mình và bình luận ở phía bên dưới ủng hộ Mimi bằng một cái lượt đăng ký kênh nha các bạn. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều luôn và mình cũng cảm ơn các bạn đã dành thời gian ra theo dõi hết video này và thực hiện cái mẫu này cùng mình nha. Bây giờ mình xin chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những clip sau nha. Bye bye.